lên sóng Netflix, 360 năm đây bộ phim về tình yêu và khát vọng tình dục của Banan đã lọt vào top 3 tác phẩm được xem nhiều nhất ở hàng loạt quốc gia như Việt Nam, Đức, Pháp, Thụy Sĩ, Hà Lan, Bỉ, Thụy Điển, Hy Lạp, Bồ Đào Nha, Ấn Độ, Anh, Canada, Mỹ. Tuy nhiên, khi nói về 365 đây, điểm đọng lại trong tâm trí khán giả không phải là cốt truyện, bối cảnh, kỹ thuật sản xuất hay diễn biến tâm lý nhân vật. Điều khiến khán giả nhắc đến bộ phim của Banan hầu như chỉ là những cảnh trần trụi. Nhiều người thậm chí cho rằng hai diễn viên chính đã phải lòng nhau và thực sự quay cảnh, giường chiếu để có những thước phim chân thật đến vậy. Tờ Variety mô tả 365 đây là phiên bản hiện đại của câu chuyện cổ tích người đẹp và quái vật Beauty and the Beast. Trong đó, nam chính là ông trùm mafia John Massimo Torricelli, Michel Morone đóng, do quá si mê và ám ảnh với Laura Miel, Anna Maria Sieklacka đóng, nên đã bắt cóc cô. Torricelli buộc Miel phải ở bên mình trong 365 ngày, sau đó, nếu vẫn không yêu anh, cô có thể ra đi. Lời miêu tả lãng mạn dường như là điều duy nhất được khán giả đánh giá cao ở bộ phim này. 365 đây bị chê bai thập tệ ở tất cả trang phim ảnh, các tờ báo chuyên viết về điện ảnh cũng bất lực trong việc đưa ra nhận xét tích cực cho tác phẩm. Trên trang thông tin điện ảnh IMDb, 9612 khán giả từng xem bộ phim đều đồng tình chấm cho phim 3,6, 10 điểm. Còn ở chuyên trang điện ảnh Rotten Tomato, dù giới phê bình chưa chấm điểm, nhưng 146 người dùng từng xem bộ phim cũng đồng lòng với khán giả IMDb và chấm bộ phim số điểm 36. Bên cạnh đó, bộ phim còn vấp phải tranh cãi trái chiều về việc lãng mạn hóa việc bắt cóc ép buộc một cá nhân nào đó. Trên Variety, khán giả Rocio nhận xét bắt cóc không bao giờ là chuyện lãng mạn và đúng đắn như cách 365 đây đề cập. Ở 50 sắc thái, điểm trọng tâm là hai nhân vật đó đều cân nhắc đến chuyện kết thúc hợp đồng giữa họ. Đồng thuận chính là vấn đề mấu chốt, nữ chính là người yếu đuối, nam chính là kẻ giết người, buôn lậu chất cấm và bắt cóc. Đó là sự khác biệt khổng lồ giữa hai tác phẩm. Ngoài ra, nhiều khán giả còn liên tục chỉ trích cách biên kịch và đạo diễn xây dựng diễn biến tâm lý nữ chính theo hướng hội chứng Stockholm. Đây là cụm từ chỉ trạng thái tâm lý ngược của các nạn nhân bị bắt cóc. Theo đó, các con tin bị giam giữ lâu ngày đã chuyển từ cảm giác sợ hãi, căm ghét sang quý mến, đồng cảm thậm chí bảo vệ kẻ bắt cóc mình, bất phải nhiều tranh cãi về cốt truyện và cách xây dựng nhân vật. 365 đây vẫn nhận được lượt xem khá, khủng, nhờ những cảnh nóng vô cùng thật. Trải dài suốt 114 phút chiều dài bộ phim là những cảnh ân ái, đặc biệt là cảnh thân mật giữa John Massimo Torricelli và tiếp viên hàng không hay phân đoạn ân ái dài tới 4 phút của đôi nam nữ chính. Trên mạng xã hội, không ít khán giả gọi bộ phim của đạo diễn Barbara Mialova là 50 sắc thái phiên bản lỗi. Trả lời phỏng vấn của Variety, Mateusz Cielika chỉ đạo hình ảnh của bộ phim cho biết nội dung tiểu thuyết gốc giống như câu chuyện cổ tích về người phụ nữ hiện đại là phiên bản mô phỏng theo người đẹp và quái vật. Kịch bản của phim cũng khá giống 50 sắc thái. Cả hai đều dựa theo mô típ người đàn ông trẻ giàu có mở lòng cho một nữ anh hùng đến với cuộc sống mới đầy nhục cảm của anh ta. Tuy nhiên, ở 365 đây, vị nữ anh hùng này độc lập và mạnh mẽ hơn các cô gái trong truyện cổ rất nhiều. Mô tả về các cảnh tình dục tràn ngập trong phim, Cielia nói, mỗi cảnh ân ái trong phim đều khác biệt và liên quan tới mối quan hệ giữa các nhân vật. Nó bắt đầu bằng sự sợ hãi về những cám dỗ con người còn chưa hiểu rõ. Ban đầu đơn thuần là ân ái, nhưng sau cùng lại trở thành tình yêu. Tôi đã thảo luận với hai đạo diễn Barbara Mialova và Thomas Mandes nhiều lần. Chúng tôi có mục tiêu khác nhau. Chúng tôi không muốn quay phim khiêu dâm, nhưng đồng thời lại muốn truyền tải một cách công bằng những mô tả thân mật và đầy dục tính trong tiểu thuyết gốc. Với tư cách là chỉ đạo hình ảnh, tôi như người đang bước đi trên băng mỏng. Mang một câu chuyện từ trang giấy bước ra màn ảnh, đời sống luôn là thử thách lớn. Và ở đây, thử thách này còn được gấp đôi lên khi tôi phải làm cho các cảnh phim thật quyến rũ, gợi tình mà vẫn nằm trong làn danh chuẩn mực được cho phép, Mateusz Cielika nói thêm. Ekip quyết định giảm số lượng nhân viên trên trường quay xuống mức tối thiểu để hai diễn viên được tự nhiên, không có cảm giác bị soi mói. Camera cũng được tàng hình hết mức có thể, hạn chế xuất hiện quá nhiều và quá sát khi Anna Maria Sieklacka và Michel Morone thực hiện cảnh quay ân ái. Điều này dẫn đến các cảnh quay tình cảm trong phim đều là cảnh dài, hạn chế cắt chuyển cảnh và chèn hình chám. Việc ghi hình cũng diễn ra lâu hơn thông thường. Tôi thuật theo hành động của họ, cố gắng diễn giải cảm xúc giữa hai người một cách chân thực và đẹp đẽ. Chúng tôi muốn cảnh ân ái đơn thuần là thật đẹp. Ekip sản xuất muốn khán giả nghe được lời thì thầm hay hơi thở nặng nề cũng như những giọt mồ hôi và khát vọng của hai nhân vật chính. Tự nhiên, chân thực nhưng không được vượt quá giới hạn trở thành phim khiêu dâm, Mateusz Cielika chia sẻ, quay trở lại vấn đề cảnh nóng chân thực, đầy nhục dục giữa hai diễn viên chính. Không ít người xem đặt ra câu hỏi liệu hai nhân vật chính thực sự phải lòng nhau và đã làm tình trên phim trường. Không những không phản đối, nhiều người còn ủng hộ mối quan hệ, phim giả tình thật của hai diễn viên.
Tôi đã xem 360 năm đây và cảnh kết khiến tôi phát ốm. Nhưng tương tác giữa Michelle Morden and Anna Maria Cieplaka quá tuyệt vời, họ thực sự nóng bỏng, khán giả Miesta bình luận trên Twitter. Nhiều ý kiến cũng cho rằng cặp diễn viên người Ba Lan Italy sẽ là một trong những đôi tình nhân ăn khách nhất màn ảnh hè 2020. Republic cuốn đưa tin nam diễn viên Michelle Morden thậm chí từng đùa rằng anh và bạn diễn Anna Maria Cieplaka hẹn hò chớp nhoáng trong thời gian quay phim. Lời nói trên của Morden khiến khán giả xôn xao, càng đặt nghi vấn tình cảm xoay quanh bộ đôi đang làm mưa làm gió trên Netflix. Vấn đề ngày càng nghiêm trọng tới mức Anna Maria Cieplaka phải đính chính rằng mình đã có bạn trai. Nữ diễn viên sinh năm 1992 đăng ảnh thân mật với bạn trai lên trang cá nhân và chú thích độc nhất, riêng tư, không có thêm ai khác. An yên và yêu thương. Tuy không đề cập cụ thể tên tuổi, nghề nghiệp nhưng nhiều người tin rằng cô đang ngầm ám thị rằng bản thân đã có nơi có chốn. Trong một cuộc phỏng vấn với truyền thông Ba Lan, diễn viên 28 tuổi cũng khẳng định cô đang duy trì mối quan hệ bền vững. Về phía Michelle Morden, anh từng kết hôn với nhà thiết kế thời trang Huba Jade vào năm 2014. Hai người ly hôn sau 4 năm chung sống. Hiện, nam diễn viên 360 năm đây sống tại Italy cùng con trai Marcus, sinh năm 2014, và Vendo, sinh năm 2017. Thời điểm 360 năm đây vừa công chiếu ở Ba Lan, Michelle Morden khẳng định anh là người độc thân. Nam diễn viên tỏ ra khá thoải mái khi đề cập đến chuyện hẹn hò với người mới nếu có cơ duyên. Tuy nhiên, một nguồn tin thân cận cho hay nam diễn viên 30 tuổi vẫn giữ liên lạc với vợ cũ.